Trước khi các bạn tiếp tục video thì chung cuối đang có sale cực lớn. Cụ thể là từ 25 đến hết tháng 10 chúng tôi sẽ bán bộ sưu tập áo Ghibli. Sau tháng 10 vẫn bán. Nhưng mà từ 25 đến hết tháng 10 thì với mỗi áo Ghibli như là cái áo Hang Moving Castle hoặc là áo khoác Spirited Away, khi các bạn mua hàng thì sẽ được giảm 15% trên mỗi đơn hàng. Cùng với đó là được tặng một trong những cái tranh ở đây, mỗi cái trị giá 30.000. Thêm vào đó thì chương trình siêu sale tháng 10 vẫn diễn ra, tức là với mỗi đơn hàng trên 500.000 các bạn sẽ được tặng ngẫu nhiên một cái áo tùy nhân phẩm, cùng với đó là free ship hoàn xu. Đặt hàng đấy, link mua hàng ở phần mô tả bình luận. Nếu tôi có thể tàng hình, tôi sẽ ra đường chống tội phạm, làm việc tốt giúp người. Buffet. Tôi sẽ mò sang phòng con bé hàng xóm. Không, đùa đấy. Bậy. Nhưng nếu thực sự con người có khả năng tàng hình, chắc chắn họ sẽ làm điều gì đó phá phách, hoặc xa hơn là làm hại người khác. Chứ bảo là giúp đời thì khó lắm. Tàng hình thì giúp được cái gì? Được thoải mái cởi chuồng chạy ngoài đường à? Thật sự luôn. Ông nào nói không? Ra đây tôi tặng cho quả combo 12 phát tác cho chừa cái tật xạo lìn. Sebastian Kane đã chế tạo ra phương thuốc biến sinh vật sống trở nên tàng hình để phục vụ cho quân đội. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi anh tự biến mình thành tàng hình, nhưng không biến mình trở lại bình thường được. Điều này khiến anh ta không còn là thiên tài nữa và cũng mất tính người luôn. Trước khi tàng hình, anh thích tìm hiểu về sinh học. Giờ tàng hình được rồi thì anh thích tìm hiểu về học sinh. Mọi chuyện xảy ra từ rất nhiều ngày về trước, trong một đêm làm việc, khi đang vắt óc không biết ngày mai ăn cơm với cái gì và làm cân bằng phương trình tái tạo hình dạng như thế nào. Anh nhìn qua cô hàng xóm, body cô này ngon quá. Anh chợt nhận ra gì đó, khả năng phát hiện của anh đủ để làm bố Newton. Anh nhập công thức giáo dục giới tính vào máy và phương trình thành công. Anh gọi cho người yêu cũ Linda để khoe thành quả. Không phải vì anh loser, mà là vì Linda cũng là đồng nghiệp của anh trong dự án. Hai người hẹn nhau đến phòng thí nghiệm. Linda gọi thêm cả Matt, cũng là đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm. Hai người này có mối quan hệ qua lại nhưng giấu không cho Sebastian biết vì không muốn làm phật lòng anh. Linda đỉnh. Cả nhóm hội ngộ tại phòng thí nghiệm và ở đó có thêm 4 người khác là Sarah, Janice, Carter và Frank. Dù là một nhà khoa học thiên tài được mọi người nể phục, nhưng tính cách của Sebastian thì lại không được mọi người thích lắm. Mồm anh hở ra là thí với trải nghiệm, khiến Sarah, một người yêu động vật thường xuyên hằn học với anh, và cả những người khác cũng rất bực tức với cách anh chỉ đạo. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, họ vẫn còn việc phải làm. Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng họ cũng đã tạo ra được loại thuốc để hiện hình trở lại. Và đối tượng thí nghiệm là một chú khỉ đột. Qua 1001 các chẩn đoán khoa học, các con số lượng tử và các công thức hóa mà người xem không hiểu, cuộc thí nghiệm được tiến hành. Dù trải qua một chút đau đớn, nhiều đau đớn, thí nghiệm vẫn thành công và Nobel khoa học năm nay đã có chủ. Cả nhóm ăn mừng và Sebastian nhận ra đẹp trai, tương lai sự nghiệp rộng mở là cơ hội tốt để quay lại với Linda. Nhưng Linda từ chối vì cô đã có người mới. Nhưng cho hôn cái thì có rất mẻ gì đâu. Linda vẫn không cho. Sebastian dỗi, anh về phòng thí nghiệm một mình và anh hôn con chó, tự ghi tên mình vào top những thằng bệnh hoạn nhất quả đất. Sáng hôm sau, anh đến trình diện với quân đội để nói về sự thành công của cuộc thí nghiệm. Nhưng đó là thứ cả đội nghĩ, còn Sebastian thì không nói gì cả. Anh giấu chuyện đã đưa được sinh vật hiện hình trở lại. Làm gì? Để Sebastian có thể tiếp tục nghiên cứu. Vì ai cũng biết tư bản sẽ cướp đi bất cứ thứ gì của bạn khi bạn hết giá trị lợi dụng. Cái này thì Sebastian đúng, nhưng hành động tiếp theo của anh thì không. Sebastian muốn thí nghiệm lên chính bản thân mình. Sarah không đồng tình, nhưng Sebastian bảo thế thì không cần thí nghiệm lên thú vật nữa, gì nữa. Nên Sarah lại đồng tình. Sebastian đi nhìn mặt mình lần cuối trước khi lên bàn mổ và tiếp tục các chẩn đoán khoa học, các con số lượng tử và các công thức hóa mà người xem không hiểu. Và rồi thí nghiệm thành công, Sebastian thành người vô hình, người đầu tiên tàng hình trên thế giới, người đầu tiên có thể ung dung bước vào nhà tắm nữ mà không bị đuổi ra, và rất nhiều cái đầu tiên mất dạy khác. Tỉnh dậy sau cơn sang chấn, điều đầu tiên Sebastian làm là hỏi xem nhà tắm nữ gần nhất ở đâu. Không, thật ra đấy là tôi. Còn Sebastian yêu cầu tắt điện vì anh không còn mí mắt nữa nên rất sợ ánh sáng. Mọi người khá hào hứng với ngoại hình mới của sếp mình. Giờ thì đoán xem ai là người được thoải mái sờ mông gái nào. Và cứ thế, ngày đầu tiên sau thí nghiệm kết thúc, Sarah được cử lại trông coi Sebastian. Cô thiếp ngủ đi. Và như một lẽ thường tình mà bất kỳ thằng nào khi tàng hình sẽ làm, Sebastian lén lút tiếp cận Sarah. Sờ tí cũng có mất gì đâu. Sarah giật mình tỉnh dậy và không thấy Sebastian. Cô báo cáo lại với Linda và Matt để hai người chấn chỉnh lại thái độ của Sebastian. Nhưng mà Sebastian là sếp, bọn này định sai bảo cả sếp và coi anh như vật thí nghiệm, dù anh là vật thí nghiệm thật. Và từ đây Sebastian bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Anh lén lút vào nhà vệ sinh nhìn trộm Janice, sờ soạng Linda lúc cô không để ý. Điều này khiến mọi người lo sợ. Nhưng mọi người không cần phải lo sợ quá lâu vì ngày tiêm thuốc trở lại đã đến. Và thí nghiệm thất bại. Vật thể là con người nên phương trình không tương thích. Sebastian phải tiếp tục làm người tàng hình. Mọi người làm cho anh một cái mặt nạ để con biết lúc nào Sebastian đang ở đâu. Trong khi Matt đang cố gắng để hoàn thành phương trình tái tạo, Sebastian chỉ biết chửi rủa vì anh ta không thể trở lại được bình thường. Mày tự nguyện xong giờ mày chửi, mày hay. Không chịu được cảnh làm chuột thí nghiệm nữa, Sebastian quyết định đi ra ngoài, trở về nhà. Và em hàng xóm ngon quá, tình cờ mình lại là người vô hình. Và Sebastian nảy ra ý định xấu xa, anh hãm hiếp cô gái đáng thương. Frank ở phòng thí nghiệm lúc này thông báo cho Linda rằng Sebastian đã đi ra ngoài. Cô đến nhà anh tìm
và thấy anh đã tháo bỏ mặt nạ, cô quyết định áp dụng biện pháp mạnh, dùng vũ lực để bắt Sebastian về, nhưng anh đã chủ động quay lại. Linda dọa nếu Sebastian có tự ý đi một lần nữa, cô sẽ báo chuyện này cho ủy ban. Sebastian lại sợ quá, anh giả vừa nghe lời trong mùi chuyện. Sarah hỏi Linda thì mới lòi ra là họ chưa từng báo gì lên ủy ban cả. Có nghĩa là bây giờ chết ở đây thì cũng chả ai biết. Chuyện tàng hình quá lâu cũng đã khiến cho Sebastian ngày càng có nhiều suy nghĩ lệch lạc. Anh cũng dần dần thích cảm giác tàng hình, đi trêu gái kể ra cũng vui. Nhưng Matt sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh vẫn miệt mài tìm công thức tái tạo. Và lần này anh đã thành công được 95%. 95%? Đùa tao à? Thấy phí thời gian không? Còn anh làm được mấy? 95% là cao rồi. Mấy thằng mời tao chơi web tài xỉu cũng bảo 95 là cao. Vấn đề ở đây là gì? Là Sebastian bây giờ lại thích được tàng hình rồi. Không trở lại được thì thôi. Nhưng anh cũng không muốn chịu cảnh bị nhốt trong lồng này. Anh chỉnh sửa chiếc máy dò thân nhiệt, lặp đi lặp lại hình ảnh của anh như thể đang nằm nghỉ, và chuồn ra ngoài. Anh đến nhà Linda, vô tình thấy cảnh ân ái giữa cô và Matt. Anh chọi gạch vào nhà dàn mặt. Linda nghi ngờ do Sebastian làm, nhưng mà ngay sau đó, màn hình vẫn hiển thị là Sebastian đang ở đây. Sebastian vì chuyện của Linda mà nổi điên với những con vật thí nghiệm. Anh giết hại chú chó của Sarah một cách dã man. Ảnh hưởng của thuốc tàng hình đã khiến cho anh trở thành một kẻ máu lạnh. Thay vì đánh đập thì chế thành mấy đĩa thì đã làm sao? Sarah bán tín bán nghi, nhưng đoạn băng lại hiển thị Sebastian không đi đâu cả. Linda về nhà, nhưng luôn linh cảm có cái gì đó xung quanh. Và chắc không phải Sebastian đâu. Chắc không phải đâu. Để cho chắc cái không chắc, Linda đến phòng thí nghiệm kiểm tra thì mới biết Sebastian đã trốn từ lâu. Cả nhóm họp lại, sự việc đã đi quá xa. Nếu không bắt Sebastian lại ngay, anh sẽ còn làm nhiều điều độc ác hơn nữa. Linda quyết định lên ủy ban. Sebastian lảng vảng xung quanh đã biết chuyện, hắn ta bám theo đến nhà ủy viên. Sau khi nắm được thông tin, ủy viên đuổi cổ Linda và Matt về và ra bể bơi làm điếu thuốc để thương tiếc cho mấy tỷ đô đổ vào nghiên cứu. Sebastian xuất hiện, dìm chết ủy viên để lấp liếm mọi chuyện. Bây giờ ngoài những thành viên trong nhóm, không còn ai biết đến sự tồn tại của Sebastian cả. Ngày hôm sau, Sarah đến phòng thí nghiệm và nhận tin ủy viên đã chết. Cô cố gắng liên hệ với những ủy viên khác, nhưng đường dây điện thoại đã bị cắt. Cô cùng Matt định trực tiếp đến gặp, nhưng thang máy đã ngừng kích hoạt. Một người dàn dựng lên tất cả chuyện này là Sebastian. Hắn ta định giết cả nhóm để bịt miệng và trở thành chúa của thế giới này. Cả nhóm quyết định cầm súng bắn bỏ mẹ Sebastian cho đỡ lằng nhằng. Janice chơi Among Us kém nên đi cuối và bị Sebastian thắt cổ chết. Cả nhóm cứ thế đến phòng của Sebastian mà không biết đội đã thiếu mất một người. Linda bắt đầu anh em, tình xưa nghĩa cũ. Không thuyết phục được Sebastian, cô chuyển sang đe dọa rằng đã báo tất cả mọi chuyện cho ủy viên. Sebastian cười tươi như hoa dù chẳng ai nhìn thấy anh, vì hắn biết chắc tay ủy viên đang báo cáo dưới âm phủ rồi. Linda bất lực, cô ngó nghiêng xung quanh và nhận ra Janice đã biến mất. May quá cô chỉ đang trốn trong tủ, mỗi tội là không còn thở nữa thôi. Cả nhóm panic. Và những lúc panic thì chúng ta làm gì? Chúng ta cắn nhau, chúng ta đổ lỗi. Nhưng lỗi do ai bây giờ còn quan trọng nữa không? Sắp chết đến nơi rồi này, lỗi cái đéo ấy. Frank cố gắng hồi phục thang máy, còn mọi người thì đi truy tìm Sebastian. Linda nhớ ra trong phòng thí nghiệm có máy dò chuyển động để dò mấy thằng trốn kỹ trong hang. Cô tìm được Sebastian, nhưng khi Matt và Carter đến nơi, lại không thấy Sebastian đâu cả. Thì đúng là họ không thấy, ý là không có Sebastian ở đây. Hắn ta trốn trên đường ống, bóc cổ Carter. Matt cố gắng bắn, nhưng vô tình bắn hở ống dẫn khí, làm cho kính dò nhiệt không hoạt động được nữa. Matt run lẩy bẩy trong góc. Đây là lúc Sebastian thanh toán nợ nần vì dám qua lại với người yêu cũ của hắn ta. Linda kịp thời chạy đến và cứu được Matt một mạng ở phía bên kia. Frank và Sarah đang bịt vết thương cho Carter. Sarah là người thông minh, cô để Frank lại một mình và một mình đi lấy máu truyền cho Carter, dù nhìn là biết anh không sống nổi nữa. Sự thông minh của Sarah đã tự đưa mình vào nguy hiểm. Sebastian đóng cửa thả chó. Sarah bèn tưới máu ra sàn để đoán vị trí của Sebastian bằng dấu chân, vì cô đã đọc đủ hướng dẫn bắn Ghost. Nhưng Sebastian đã nhảy lùi về phía sau, hắn bẻ cổ cô gái tội nghiệp và đứng chờ những nạn nhân khác. Ba người còn lại không thấy Sarah quay về, họ vào phòng lưu trữ máu và tập trung quanh xác Sarah. Đúng với ý đồ của Sebastian, hắn nhất thương đoạt mệnh Frank và móc câu hải sản Matt. Matt bị thương nặng và bị nhốt trong tủ lạnh cùng với Linda. Sebastian mặc đồ, phong thái ung dung của một vị chúa trời thế hệ mới. Nhưng Linda vẫn còn nguyên. Cô tạo ra một cái nam châm handmade và mở được cửa. Cô sưởi ấm cho Matt và đuổi theo Sebastian. Hắn ta vẫn ung dung cho đến khi Linda rút bình xăng con ra và thiêu Sebastian. Hắn gào lên thảm thiết nhưng vẫn kịp lẩn mất. Sarah kích hoạt hệ thống chữa cháy, dùng nước để phát hiện Sebastian, nhưng phận nữ nhân không đủ sức để cản hắn ta. Nhưng ụ má, Matt tới đây. Anh phang vào đầu Sebastian. Sebastian đầu cứng, lại đứng dậy đuổi tiếp, nhưng lại tự làm mình bị giật điện. Đạo diễn có vẻ rốt lý vì không hiểu sao Matt và Linda lại không bị giật. Hai người bỏ chạy. Họ phát hiện ra Sebastian đã cài bom. Họ buộc phải trèo lên thang cứu hộ ở thang máy. Có bom nổ nhưng hai người vẫn không sao. Sebastian là vua lì đòn. Hắn ta lại kéo Linda xuống. Linda không xuống. Thế là Sebastian xuống. Sebastian chết. Hết phim. Phim đỉnh. Tôi còn quá. Xin chào và hẹn gặp lại.